Vâng, xin chào tất cả quý chị nhà đầu tư đang xem video trên kênh Ichimoku Stock với ông Nguyễn Khởi, cố vấn phân tích tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VBS. Thì trong buổi cuối tuần ngày hôm nay, ngày 15 à ngày 14 tháng 5 thì tiếp tục là một video phân tích thị trường tuần của em Khởi. Thì trước khi vào video thì mọi người đang xem có thể để lại cho Khởi một like cũng như một đăng ký kênh. Với đó là mọi người hãy để lại một cái bình luận để khích lệ tinh thần cho em Khởi nhé. Ok, thì hôm nay buổi cuối tuần thì em Khởi xin chúc các chị của mình gia đình sẽ có ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình. Ok, chúng ta cùng bắt đầu vào video thôi nhé. Ok, thì trong cái buổi thứ 6 ngày phiên giao dịch cuối cùng của tuần vừa rồi, ngày 12 tháng 5 thì thị trường mở cửa với sự xanh đẹp và sau đó đã có những cái nhịp nhúng nhẹ xuống bên dưới và sau 9 giờ 30 thì đã có những cái nhịp mà kéo xanh ngược trở lại. Nó xong rồi có những biến động mà nó đi ngang ở trong cuối phiên sáng cũng như là đầu phiên chiều và sau đó thì tầm khoảng 13 giờ 45 phút chiều thì khi mà có dấu hiệu của những cái dòng tiền vào với những cổ phiếu trụ thì VN-Index của chúng ta thì đã có một nhịp kéo cuối phiên rất là mạnh và kết phiên thì VN-Index tăng 9,78 điểm tương đương với 0,93% và thị trường đóng cửa ở mức 1.066,9 điểm. VN30 cũng tương tự vậy. Khi mà VN30 thì cũng tương tự vậy và đóng phiên ở cái mức điểm số tăng là 11,51 điểm tương đương với 1,09% và có 20 mã tăng, 3 mã tham chiếu và 7 mã giảm. Có thể nói thì trong phiên thứ 6 vừa rồi thì động lực chủ yếu là và làm cho thị trường chung tăng là chiếu đến từ rổ VN30 và trên sàn HNX Index thì đã có những cái nhịp giao dịch quanh cái tham chiếu của mình và khi mà cuối phiên thì đã có những tác động đến từ dòng tiền và cuối phiên thì HNX Index tăng 0,69 điểm tương đương với 0,32% và có 105 mã tăng, 53 mã tham chiếu và có 79 mã giảm. Trên sàn Upcom thì có 222 mã tăng, 96 mã tham chiếu và có 117 mã giảm điểm. Kết phiên thì Upcom tăng 0,92 điểm tương đương với 1,16%. Ok, thì cùng điểm qua các cái ngành nghề mà tác động vào thị trường trong cái phiên thứ 6 vừa rồi. Mọi người chờ một chút. Thì trong phiên thứ 6 vừa rồi thì dòng bất động sản đã có những cái sự mà xanh điểm rất là lớn và những cái dòng bất động sản này cộng cho chỉ số chung là khoảng 3,6 điểm nhưng mà động lực này chủ yếu đến từ hai cổ phiếu chính luôn trên là cổ phiếu Vinhome và cổ phiếu VIX, còn những cái cổ phiếu còn lại thì đang có sự phân hóa khá là nhiều và dòng bất động sản của phiên thứ 6 vừa rồi thì các doanh nghiệp mà vừa và nhỏ đang có những cái dấu hiệu mà dòng tiền suy yếu. Dòng tiền mạnh chủ yếu tác động vào dòng lúc bất động sản nhiều chủ yếu là hai cổ phiếu trụ là cổ phiếu VIX và cổ phiếu Vinhome. Dòng ngân hàng thì đa phần trong các phiên gần đây thì cũng là một dòng tác động khá là tích cực đối với thị trường chung và phiên thứ 6 vừa rồi thì dòng ngân hàng đã cộng cho tỷ số chung là 2,83 điểm. Dịch vụ tài chính chứng khoán thì cộng cho thị trường là 1,01 điểm thì lúc khoảng phiên chiều thì dòng tiền lại ồ chảy vào những cổ phiếu chứng khoán vào và làm cho các cổ phiếu chứng khoán có những cái đà xanh điểm khá là tốt. Kim loại thép thì trong các phiên của cuối tuần của tuần vừa rồi thì đã có những cái lực dòng tiền vào rất là mạnh, đặc biệt là những cái cổ phiếu penny và khi cùng với đó là những cổ phiếu trụ của dòng thép như là HBG, HNG và Lâm Kim thì đã có những cái đóng góp vào thị trường khá là nhiều và cụ thể là đóng góp cho thị trường là 0,96 điểm. Xây dựng vật liệu, ngành đầu tư công và xây dựng thì trong phiên thứ 6 vừa rồi đã có những cái lực dòng tiền vào khá là mạnh và tăng cho thị trường là 0,47 điểm. Có thể nói là trong thứ phiên thứ 6 vừa rồi thì dòng tiền vào cũng rất là tốt của mình đi cùng với đó là động lực của các cổ phiếu trụ trong phiên thứ 6 vừa rồi cũng đang rất mạnh nên là cái biểu đồ ngành các ngành nghề trong mấy thị trường chung đang có những sự xanh điểm khá tốt, chỉ có len lỏi những
và những cổ dòng mà nó có sự đặc biệt như là sản xuất thực phẩm này, bia và đồ uống, dược phẩm là một số ngành khá là nhỏ thôi. Ok, thì trở về với các cái yếu tố mà nó tác động trên sàn HOSE trong phiên thứ 6 vừa rồi. Thì trong phiên thứ 6 vừa rồi thì trên sàn HOSE có 222 mã tăng, tương đương với 50%, và có 140 mã giảm điểm tương đương với 31,53%, và có 82 mã giữ mức tham chiếu tương đương với 18,47%. Thì có thể thấy thì mã tăng điểm đang chiếm ưu thế là khoảng 50%, cùng với đó là cái lực phân bổ dòng tiền trong phiên thứ 6 vừa rồi thì có thể nói dòng tiền tăng cũng là áp đảo so với dòng tiền giảm, khi dòng tiền tăng còn lên đến khoảng gần 9 tỷ, gần 9.000 tỷ, và trong dòng tiền giảm cũng chỉ là khoảng hơn 1,8 nghìn tỷ mà thôi. Về mặt các cái yếu tố mà tác động đến VN-Index trong cái phiên thứ 6 vừa rồi thì có thể nói là phiên thứ 6 vừa rồi cái những cái cổ phiếu trụ đã có những cái dòng tiền vào và làm cho các cổ phiếu trụ tăng tăng có những sức tăng khá là tốt, và khi mà những cái cổ phiếu trụ mà tăng tốt như vậy thì nó cũng kéo cái thị trường chung nó tăng tốt lên. Và cổ phiếu tích cực nhất trong phiên thứ 6 vừa rồi có thể là cổ phiếu Vinhome thì tác động vào chỉ số là đến 2,2 điểm, tiếp theo là Vietcombank là 2,12 điểm, với đó là VIX 1,14 điểm, HBG thì đang có những cái dấu hiệu mà nó break khỏi cái vùng đáy cũ, và cộng với thị trường là 0,87 điểm. FPT, SSI có đã tăng rất là tốt, Masan, BGR. Thì bên cạnh đó thì còn những vẫn còn những cái dòng cổ phiếu mà nó tác động nhưng mà tác động ít thôi, nó cũng trừ cho thị trường cũng không phải là nhiều lắm. Với cổ phiếu tiêu cực nhất là Vinamilk trừ thị trường là 0,21 điểm, SSB 0,1 điểm, SAB, VPBank hai cổ phiếu ngân hàng, cùng với đó là BLX, DHG, Novaland và BGC. Ok, chuyển qua về mặt các cái yếu tố mua bán nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài trong cái trong cái phiên thứ 6 rồi thì tổng giá trị mua bán này cũng chỉ còn là 1,33 tỷ thôi, nên là trên cái chart chúng ta có thể thấy trên cái chart thì cũng khá là bé, gần như là không thấy gì cả. Cụ thể là giá trị mua của nhà đầu tư nước ngoài là 686,43 tỷ và giá trị bán là 685,07 tỷ, và tổng giá trị mua bán là chỉ là 1,33 tỷ mà thôi. Thì trong tuần vừa rồi chúng ta có những cái thông tin rất là tích cực khi một một cái tổ chức tài chính ở Đài Loan Trung Quốc thì họ đã xác nhận là sẽ mua các cổ phiếu, sẽ đầu tư vào chứng khoán Việt Nam, và họ chủ yếu là theo em phải xem mà cái danh mục họ mua thì chủ yếu là các cổ phiếu ngân hàng. Nên thì đây cũng em phải cũng đánh giá sẽ là rất là tích cực cho cổ phiếu ngân hàng, mà một khi mà cổ phiếu ngân hàng mà nó đã có những đà tăng tốt thì sẽ tác động vào thị trường chung và làm cho thị trường chung cũng tăng điểm theo. Ok, thì họ nhà đầu tư nước ngoài thì họ chỉ bán là VPBank này gần 50 tỷ, Vinamilk 35 tỷ, gần 35 tỷ, CTG, GMD, DBM, ok, và một số cổ phiếu khác. Thì bên cạnh đó thì họ mua mạnh và phát này, VLD này, KBC này, VIX này, còn Khang Điền này, SSI này, Vinhome, VRE và HRG, cũng như là một số các cái cổ phiếu khác. Ok, thì cùng là kỳ vọng khi mà đã có những cái thông tin mà quỹ nước ngoài mua nó sẽ là một cái yếu tố mà nó thúc đẩy là một cái dòng tiền để thúc đẩy cái thị trường chúng ta có thể đi lên trong thời gian tới. Cùng điểm qua một chút về cái giao dịch tự doanh thì chúng ta có thể thấy là từ những cái ngày của ngày mùng 8 tháng 5 đến gọi là trong tuần vừa rồi thì họ mua bán rất là ít. Chúng ta có thể xem là cái chart này nó có những cái biểu đồ khá là bé thôi, và tổng giá trị mua dòng qua khớp lại trong ngày 12 tháng 5 là âm 37,720 tỷ, và giá trị mua dòng qua thỏa thuận là 12,32 tỷ, và tổng giá trị mua dòng là âm 25,4 tỷ. Thì họ chủ yếu là bán SGS này gần 30 tỷ này, còn Hà Đô này, còn TCB, STB này, Vietcombank này, ACB, khá là nhiều các cổ phiếu của dòng ngân hàng và cả VPBank nữa.
Ok, thì bên cạnh đó thì họ cũng mua các cổ phiếu như Vinhome này và làm cho con Vinhome này cũng tăng khá là mạnh trong cái phiên thứ sáu vừa rồi. MWG này, KOS này, KBC, KBC đã có tăng rất là tốt, và con HBG. Ok, thanh khoản trong dịp này mua bán khá là ít nên là ok. Cùng điểm qua một chút về các cái chỉ số Basic thì viên 30F1M thì đã có đã tăng rất là tốt lên đến là 13,3 điểm, tương đương về 1,26%. Thì hiện tại trong Zoom khách hàng của em Khởi cũng như là trong Zoom khách hàng của anh em team Ichimoku thì cũng đang hướng dẫn cho khách hàng đi lệ phái sinh. Anh chị nào quan tâm thì có thể là liên hệ em Khởi qua số Zalo trên màn hình 0354753081, hoặc là anh chị đã xem có thể là dành 5 giây để vào cái đường link Zalo cộng đồng của em Khởi. Thì hàng ngày em Khởi sẽ gửi cái thông tin cũng như là điểm mua bán, phân tích các cái điểm mua bán cho mọi người ở trên đấy nhá. Ok, mọi người dành cho 5 giây để vào ấn vào cái đường link qua Zalo, hoặc là mọi người quét cái mã QR trên màn hình nhá. Ok. Điểm cùng điểm qua một chút các cái cổ phiếu tích cực trong cái phiên thứ sáu vừa rồi. Tiền là HBG và dòng thép cũng là một dòng em phải đánh giá rất là tích cực. Và trong cái thời điểm trong tuần vừa qua thì em có khuyến nghị trên cái Zoom cộng đồng là nên giữ lại các cổ phiếu kéo thép, và chỉ hôm trước thôi, hôm trước em phải khuyến nghị là mọi người nên giữ lại cổ phiếu thép, và hôm sau thì nó đã có những cái đà tăng, đặc biệt là những cổ phiếu Benny thép tăng rất là mạnh. Ok, HPC giao dịch khá là nhiều trong cái phiên thứ sáu vừa rồi, và HPC thì đang ra cái thông tin mà vợ chủ tịch đang đăng ký bán ra thoái vốn 18 triệu cổ phiếu KSI, tăng 3,79% VND, 1,9 VND. VIX thì đang tăng rất là tốt do có những câu chuyện mà tin đồn là một cái ngân hàng họ sẽ mua lại một doanh nghiệp về chứng khoán, và tin đồn đó là VIX nên nó có đã tăng rất là tốt. VIX 0,98%. Ok. FCL tăng trần đầu tư công trong phiên thứ sáu vừa rồi đang rất là tích cực. Ok, cùng quay trở lại với cái đồ thị tuần cái đồ thị viên đấy của chúng ta. Ok, mọi người đang xem để lại cho em một like cũng như muốn đăng ký kênh nhé, và cùng với đó là anh chị để lại cái comment để khích lệ tinh thần cho em cờ nhé. Ok, thì đầu tiên trên cái đồ thị tuần này thì sau một cái nhịp down rất là mạnh, em xin lỗi là đồ thị tháng, sau một nhịp down rất là mạnh từ khoảng tháng 4 của năm 2022, và sau đó đã có những cái phiên mà nó về đến những cái vùng khoảng 875, và sau đó thì do những cái tác động đến từ bắt đáy và dòng tiền quay ngược trở lại bắt đáy thì đã có những cái tín hiệu mà nó rút chân ngược trở lại, và sau đó trong khoảng 5-6 tháng thì đang có những dấu hiệu mà nó sideways, nó chứng lại cái đà giảm của mình, và nó sideways với cái kênh dưới là khoảng 1.000 và cái kênh trên của nó là khoảng 1.100, và em khởi kỳ vọng thì đây sẽ là cái vùng đáy của chúng ta trong cái 2023 cũng như là năm 2024 để chúng ta cùng chào đón những cái nhịp uptrend mới. Thì em khởi dự đoán thì cũng khoảng là cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Nhưng mà trước khi để đến với cuối năm 2023 thì cái viên đất trong đường tích tháng của chúng ta thì cũng sẽ diễn biến vào sideways mà thôi, sideways quanh cái biên độ này mà thôi. Và cùng với đó thì trên phân tích về biểu đồ thì đang được kỳ rút như là đường Tenkan thì đang có dấu hiệu mà nó tách kiếm ra, cùng với đó là nó cho dấu hiệu là mất cân bằng về giá, và hoàn toàn nó có thể là khi mà có nhịp uptrend trở lại thì hoàn toàn có thể có những cái nhịp hồi về những cái vùng là 1.205 này, vùng mất cân bằng giá này. Nhưng mà trước đó, trước để lên đến cái vùng đấy thì chúng ta cần thêm những cái dòng tiền quay ngược trở lại thị trường và đánh cần break qua cái vùng cản khá rất là cứng này ở vùng 1.195, và trước đó thì trên đồ thị tháng này thì đang có những phiên mà nó test lên cái đường 1.095 rồi, nhưng mà sau đó thì đã có những phiên cây nến bị bán lại khá là nhiều và làm cho không thể giữ lại được những cái cây nến mà nó break qua khỏi vùng cản đấy.
Ok, thì trong cái tình hình là trong các cái tháng vừa qua thì tình hình vĩ mô mà cái chính sách tài khoá thì đang rất là ổn định và đang nới lỏng cho các doanh nghiệp, thì đây là kỳ vọng sẽ có những cái nhịp bắt chen mới cho thị trường và nhà đầu tư là cũng có thể là quay trở lại thị trường được rồi. Ok, đi cùng với đó thì cái đường Chiku ấy đang tiến tới những cái vùng ao sen rất là dày, và hy vọng cái đường Chiku nó sẽ men theo cái vùng ao sen này và có thể đi lên nhá. Ok, quay trở lại với cái đồ thị ở Trung Hạ thì cũng vậy thôi, nó chủ yếu là diễn biến của nó sideways, và trong tuần vừa rồi thì đã có những cái đà tăng điểm khá là tốt, đi cùng với đó là cái thanh khoản đang vượt mức trung bình 20 phiên. Nhưng phải đánh giá trong cái nhịp vừa rồi rất là tốt, nó bán sau khi có nhịp giảm này, sau đó có những dấu hiệu nó mất cái thanh khoản. Cái tháng này thì cái tuần này thì không tính rồi, khi mà chỉ có 2 tuần giao dịch, 2 ngày giao dịch mà thôi, nhưng mà trong 2 cái tuần trước đó thì dấu hiệu mà thanh khoản đang ít đi, và trong cái tuần vừa vừa rồi này thì đang có sự quay trở lại của thanh khoản và đang có đã tăng khá tốt, nhưng mà đang có dấu hiệu chạm cản rồi này, nó đang có cái vùng cản, cái zone ở vùng 1070 nhá. Đi cùng với đó là cái đường Chiku thì đang có những cái vùng cản đang chuẩn bị tiến vào cái vùng ASEAN rất là dày này, và hoàn toàn có thể là gặp phải những cái đường gặp phải những cái yếu tố rung lắc trong cái đồ thị trung hạn này nhá. Và nhìn xa hơn một chút thì đang có những cái vùng cân bằng, giống như đồ thị tháng thì đang có những cái vùng cân bằng ở vùng 1205 này, thì kỳ vọng trong chung và dài hạn vùng khởi thì sẽ lên đến cái vùng này, và trong những áp trên thì em phải dự đoán chỉ là trong khoảng cuối năm 2023 hoặc là dài hơn nữa là hoặc muộn hơn nữa là đầu năm 2024 thôi nhé. Ok, sắp trọng cản trong đồ thị tuần thì sắp trọng cản 1070 rồi nhé. Ok, nên là mọi người chú ý một chút, nếu có giới hoàn toàn có thể là gặp những yếu tố rung lắc. Ok, cùng trở lại với cái đồ thị ngày của chúng ta. Ok, thì trong phiên thứ sáu rồi đang tăng điểm rất là tốt, động lực này chủ yếu đến từ các cổ phiếu trụ và đặc biệt là Vinhome này, Vix này và Vietcombank. Ok, thanh khoản là trong cái phiên thứ sáu vừa rồi là tổng giá trị là khoảng gần 12.000 tỷ. Ok, thì trong tuần tiếp theo thì mình khởi đang có tín hiệu mà nó đánh giá rất là tích cực trong đầu tuần thôi nhá, tích cực trong đầu tuần khi mà dòng tiền vào rất là mạnh và các cổ phiếu trụ thì đang nhận được tín hiệu đến từ dòng tiền cũng như là có những phiên tăng điểm rất là tốt, nên em phải đánh giá trong cái đầu tuần tiếp theo thì nó sẽ có thêm những cái đà tăng điểm thêm của mình, và đường Chiku ấy có thể men theo cái đường ao sen dày này, tuy nó đang đâm vào cái vùng mây dày này, nhưng mà dòng tiền vào trong nhịp này khá tốt và đặc biệt nhận được sự đồng thuận từ VN30, nên là em phải đánh giá là nó hoàn toàn có thể lên đến đến những cái vùng khoảng 1070 à 1070 1075 trong khoảng 3 phiên đầu tuần nhé. Đầu tuần em phải đánh giá là từ những cái tín hiệu bùng nổ đến từ phiên thứ sáu vừa rồi và tác động đến từ các cổ phiếu trụ, em phải đánh giá trong đầu tuần khoảng 3 phiên tuần sau thì có thể nó sẽ lên đến vùng được vùng 1070 70 và 1070 1075, và sau đó thì em phải đánh giá là nó sẽ có một những cái sự điều chỉnh ngược quay trở lại với những vùng giá khoảng 1055. Ok, đây là những cái ok, vì sao em phải nhận định như vậy, bởi chúng ta có thể thấy ok, em phải mở quay lại và cứ một chút này, dòng tiền đang có dấu hiệu mà nó quay ngược trở lại vùng vùng đáy này, quay ngược trở lại và thanh khoản càng ngày càng tăng dần, và chúng ta có thể nhìn lại quá khứ một chút từ vùng đáy từ những tháng 11, từ giữa tháng 11 của năm 2022 này, lên đến những cái vùng thanh khoản cao thì sẽ có những cái nhịp rung lắc quay ngược trở lại, những cái đoạn này cũng vậy những cái đoạn này cũng vậy, thanh thanh khoản cao rồi sau đó lại có dấu hiệu mà
đoạn nào khoanh thay còn cao thì nó có dấu hiệu muốn điều chỉnh ngược lại, đoạn này cũng vậy này. Và cái đoạn gần nhất cũng vậy, gần nhất của chúng ta cũng vậy, cứ thanh khoản nào có những dấu hiệu mà nó cao thì lại còn lại là một cái nhịp điều chỉnh của VN Index, nên là thanh khoản nhịp này đang có dấu hiệu nó đang có những cái sự gia tăng rồi, nên là mọi người cũng phải cẩn trọng một chút và cũng đang có những cái dấu hiệu FOMO nhất định đến từ nhà đầu tư, nên là mọi người chú ý một chút trong cái khoảng cuối tuần giữa và cuối tuần sau. Ok, đầu tuần sau em phải đánh giá là vẫn có những cái dấu hiệu đang điểm đến từ dòng tiền, đến từ sự bùng nổ, sự FOMO, và giữa tuần sau thì hoàn toàn có thể là những cái nhịp đạp rũ làm cho những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra nhé. Ok, nên là cuối tuần sau, giữa cuối tuần sau mọi người nên chú ý một chút. Ok, nhìn thanh khoản này đang có dấu hiệu gia tăng dần rồi. Ok nhé, vùng cản em khởi đánh giá nó cũng khoảng vùng mà em khởi đánh giá nó cũng có thể lên đến vùng 1.175, hoặc là cao hơn nữa là lên đến vùng 1.180 thôi, thì nó sẽ có những cái nhịp mà nó rũ xuống nhá. Ok, đấy là những cái đánh giá của em cả trên cái trong cái những cái diễn biến trong tuần sau, và cùng là phân tích ngắn hơn một chút về cái đồ thị trong ngắn hạn, đồ thị trong đồ thị dài, em phải xin lỗi, trong cái đồ thị không 1H này, đúng cũng là có thể thấy này, trong phiên thứ sáu rồi thì đang có, sau khi có những phiên break và cái vùng cản rất là cứng vùng 1.057 thì đã có, trong phiên thứ sáu rồi thì đã có những dấu hiệu mà nó test lại cái đường 1.157, và sau đó thì khi mà nó test lại thành công và kết hợp đó với dòng tiền đang gia tăng thì đã có những tín hiệu tăng rất là tốt, và có thể nói thì trong phiên thứ sáu vừa rồi thì nó kéo cuối phiên rất là mạnh, nên là em phải đánh giá rằng nó kéo từ cuối phiên như vậy thì em phải đánh giá không sử dụng là cao lắm đối với chỉ số chung. Ok, và dòng tiền chủ yếu đến và điểm số chủ yếu đến từ Vinhome, Vietcombank và VIX, một số các cổ phiếu trụ, nên em cả không đánh giá thật sự là cao. Ok, chúng ta cùng điểm xem VN30 một chút. VN50 là tập hợp 30 cổ phiếu cổ phần hóa lớn nhất trên thị trường, để xem VN10 nó có thể tác động tích cực hơn nữa, có thể tác động tích cực hơn nữa trong cái phiên tuần này không, thì VN30 cũng diễn biến khá là giống VN Index, đã có những cái đà tăng rất là tốt cho phiên thứ sáu vừa rồi, và đặc biệt với phiên có những cái sự kéo rất là tốc, và chiếc cua ấy, cái đường chiếc cua đang tiến vào những cái vùng mây khá là dày, vì cùng với nó ASEAN ngay bên cạnh này thì hoàn toàn gặp phải những sẽ gặp phải những cái yếu tố mà đến từ rung lắc nhá. Ok, để đánh giá mà các cổ phiếu trên sàn VN30 mà nó có thể tăng mạnh thì cần thêm những cái yếu tố đến từ dòng tiền, mà chúng ta có thể thấy thì vừa em phân tích những cái dòng tiền mà đến từ quỹ đầu tư ngoại, đến dòng tiền đến từ quỹ nhà đầu tư nước ngoài này rất là ít, cùng với đó là yếu tố tự doanh này gần như là mua bán rất là ít thôi, nên là để mà kéo được những cái cổ phiếu trụ trên VN30 mà có thể đà tăng mạnh thì cần thêm những yếu tố đến từ dòng tiền hơn nữa, và điều này thì nhà đầu tư trong nước thì đang khá là ít quan tâm, dạo này thì đang rời bỏ thị trường rất là nhiều, và trong cái tuần vừa qua thì theo thống kê của trên sàn chứng khoán Việt Nam thì số lượng mở tài khoản mở mới thì đang là thấp kỷ lục, thì nếu mà cần VN10 để đỡ thị trường thì cần thêm những cái dòng tiền mạnh mẽ hơn nữa, và thì theo thông tin em cảm nhận được thì cũng chỉ có một cái quỹ đến từ Đài Loan Trung Quốc và họ mua rất nhiều cổ phiếu bay, cổ phiếu của dòng ngân hàng, thì đây cũng là một cái yếu tố tích cực mà thôi, và muốn cho nó tích cực hơn nữa thì cần thêm những yếu tố dòng tiền đến từ nhà đầu tư trong nước, nhưng mà hiện tại thì nhà đầu tư trong nước thì đang bỏ mặc thị trường khá là nhiều. Ok, nên là em phải đánh giá thì dòng ngân hàng thì có khả năng là sẽ có những cái tác động đến từ nhà đầu tư nước ngoài, nhưng mà để có thể tăng được một cách mạnh mẽ thì cũng đang khá là khó.
Ok nhé. Ok thì trong tuần vừa rồi thì các cổ phiếu Penny, cổ phiếu Midcap, đặc biệt các cổ phiếu Penny của Vốn hóa nhỏ tăng rất là mạnh, gần như là một cái đà sóng rất là lớn luôn. Em khởi em khởi mở lại cái mở cái biểu đồ của VN Small Cap nhé. Có nghĩa là tập hợp các cổ phiếu của Vốn hóa nhỏ trên thị trường ấy. Mọi người có thể mở TradingView và gõ VN Small Cap nào nó ra nhé. Ok, thì trên cái biểu đồ này sau những cái đà tăng rất là mạnh này, tăng từ những cái vùng 1090 và lên đến những cái vùng vùng 1030 này, vùng 1029-30 khoảng là 12,61%, tăng rất là tốt và bỏ lại những cái gap này ở bên dưới này. Khi mà trong cái sóng điều chỉnh này, điều chỉnh rất là ít, thì trong trong cái đà tăng mạnh như vậy thì trong các phiên ở đây thì đang có dấu hiệu suy yếu rồi. Khi mà nó đang có dấu hiệu với đường Kijun này cũng như là đường Tenkan này, nó sẽ tách nhau ra trong cái điểm thời gian trong cái thời điểm tới nhá, và hoàn toàn nó sẽ xuất hiện những cái phiên mà nó khách sạn mà nó có thể hút về cái đường Kijun này, và xuất hiện những cái vùng về vùng Kijun này nhá. Đây, nó tách kiếm ra và biểu thị những sự tăng rất là yếu, đến sự tăng yếu hơn này, em xin lỗi, nó sẽ tăng yếu hơn này. Ví dụ trong nhịp này chẳng hạn, em phải lấy ví dụ này, khi đường Kijun này và đường Tenkan này nó gần nhau, nó đâm chặt vào nhau này, nó quấn lên nhau, và sau đó khi lên đến cái đoạn này rồi thì đang có dấu hiệu mà tách kiếm ra và nó đang có dấu hiệu rung lắc nhất định, và trong đến cái đoạn này cũng vậy, và đường Kijun đường như đường Tenkan này đang có dấu hiệu mà tách kiếm ra. Thì em phải đánh giá là các cổ phiếu Penny, các cổ phiếu sống các của Vân Hoàn nhỏ hoa nhỏ trong tuần sau thì mọi người cần lưu ý hạn chế mở mua mới, và khi mà các cổ phiếu mà đã mua trong một thời điểm điểm vừa qua rồi mà khi lên đến cản thì anh chị cũng cân nhắc là hạ thì trọng hoặc là bán hết. Ok nhá, khả năng là sẽ rung lắc đối với các cổ phiếu small cap, các cổ phiếu penny trong thời điểm tới nhá. Ok, còn các cổ phiếu mid cap thì sao? À, cổ phiếu mid cap à? Ok, mọi người cứ vào TradingView và gõ mid cap hay là VN mid cap hay VN small cap này thì nó sẽ ra tại vì các cái biểu đồ này thì trên các cái nhà đầu tư cũng đang phân tích khá ít trên các biểu đồ này, nhưng mà trong đợt vừa qua thì sóng Benny rất là mạnh nên là em phải phân tích một chút để cảnh báo mọi người nhé. Trên cái biểu đồ mid cap này thì đang có dấu hiệu mà yếu hơn, nó còn yếu hơn biểu đồ số số một cát, thì đang có dấu hiệu của nó tách kiếm ra và bỏ những cái khoảng trống rất là lớn, và đang có dấu hiệu mở khách sạn trong các phiên tiếp theo này, thì hoàn toàn nó có thể rung lắc về đến những cái vùng 1030 trong cái thời điểm tới, khi mà có những cái lực hút về trong khoảng một tuần nữa, nó sẽ có một cái lực hút về 1330 trong khoảng một tuần nữa. Nếu mà và sau khi kết thúc một tuần thì cái lực hút này nó sẽ biến mất. Ok, nên là một tuần tới, một trong tuần tới thì mọi người hết sức lưu ý đối với các cổ phiếu Penny và Midcap nhé, đặc biệt là các cổ phiếu Penny sống cát trong tuần tới nhé, hoàn toàn có thể gặp những yếu tố rung lắc đến từ thị trường. Ok, chúng ta cùng xem một chút về tương lai đối với VN Index nhé. Ok, VN Index vậy, sau khi mà trong khoảng 3 phiên tới thì nó sẽ có những dấu hiệu mà kiếm nó đi ngang, và trong hết phiên ngày thứ tư cho tuần sau thì nó sẽ tách kiếm ra, đường Tenkan sẽ đi lên và đường Kijun thì nó sẽ tiếp tục đi ngang và làm cho nó bị hút về cái vùng giá ở bên dưới. Nhưng mà cái lực hút này chỉ trong khoảng là 3 phiên, 3 4 phiên thôi, nên là nếu mà thị trường khỏe thì hoàn toàn có thể là nó chỉ ngừng đà tăng thôi nhá. Còn phải tùy tình hình và dòng tiền, và tùy tình hình xem là rổ VN30 nó có những diễn biến như thế nào nhá. Ok, nên là mọi người cũng phải cân nhắc một chút để bảo vệ cái thành quả của mình khi mà trong cái tuần
vừa qua thì đang có đà tăng rất tốt nên mọi người cũng phải cần bảo vệ những cái thành quả của mình trong cái thời điểm sắp tới nhé. Ok, nếu có khó khăn gì có thể liên hệ em Khởi, em Khởi hỗ trợ mọi người nhé. Ok, thì em cả video em cả cũng sắp kết thúc rồi. Thì mọi người cần tư vấn, hỗ trợ phân tích các cổ dòng cổ phiếu có thể là join vào cái Zoom Zalo của em cả nhé. Em cả phân tích hỗ trợ mọi người, hoặc là có thể mọi người có thể là liên hệ trực tiếp với em cả qua số ra lên trên màn hình nhé. Và anh chị nào đang chưa có người hỗ trợ tư vấn đầu tư hoặc hỗ trợ tư vấn đầu tư chưa hiệu quả, cần người đưa ra những cái điểm mua điểm bán cụ thể và cần người quản lý danh mục thì có thể là liên hệ em cả nhé. À, để em phải hỗ trợ mọi người. Thì hiện tại tình hình danh mục chung của em phải rất là tích cực, đặc biệt những cổ phiếu của các cổ phiếu đều có những nắm bắt trong chung và dài hạn, đều có những cái cổ phiếu mà lãi 50% là điều rất là nhất, rất là nhiều lãi 50%, thậm chí có cổ phiếu mà 7-8% cũng có. Nên là mọi người mà có những cái sự khó khăn về trong đầu tư có thể liên hệ cho em Khải qua số Zalo trên mình 0354753001. Em Khải hỗ trợ mọi người để vào Zoom khuyến nghị nhé. Ok, thì video em Khải đến đây cũng là kết thúc rồi, và xin chúc mọi người sẽ có những cái nghỉ ngày thời gian nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình, cùng với đó là sẽ có những cái sự nghỉ ngơi để chúng ta cùng hướng đến những cái tuần sau sẽ có những cái sự nhiệt huyết nhất và những công việc của mình, và chúc mọi người sẽ có đầu tư giao dịch thật là hiệu quả trên cái thị trường của chúng ta nhé. Ok, chào mọi người.